Hello mọi người, hôm nay Phước sẽ hướng dẫn mọi người bài tập sức mạnh lưng bụng hỗ trợ cho bơi lội. Và bài tập đầu tiên là bài tập ke plank và sẽ có bài tập ke sấp và ke nghiêng nha mọi người. Bài tập tiếp theo là bài tập gập bụng nha mọi người. Và bài tập tiếp theo là bài tập nằm ngửa đá chân nha. Và bài tập cuối cùng là bài tập nằm sấp đá